sinh động, cuốn hút là cảm nhận của học viên trong những giờ học tập tại Học viện Hậu Cần. Không còn là thầy đọc trò ghi, mà thay vào đó, đội ngũ giảng viên sử dụng phương pháp đóng vai dạy học theo tình huống và đặt một số câu hỏi có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, định hướng để học viên phân tích, trình bày quan điểm, lưu ý những nội dung trọng tâm để học viên tập trung ôn luyện. Khoa Doanh trại Học viện Hậu Cần là một trong những khoa đã áp dụng nhiều chủ trương giải pháp nhằm tập trung hướng vào đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với phương châm 3 thực chất: dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất. Đồng thời, đội ngũ giảng viên của khoa luôn lấy người học làm trung tâm, tạo sự chủ động tích cực cho người học, qua đó giúp học viên nhanh chóng lĩnh hội được kiến thức, nhất là những kỹ năng thực hành. Đội ngũ giáo viên của khoa tuy tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng được đào tạo bài bản và tâm huyết với nghề, tích cực rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn, nghiên cứu các cái sáng kiến để nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo và truyền thụ những cái nội dung, những cái kinh nghiệm tốt nhất đến cho học viên. Học viện đã tiến hành triển khai áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, ứng dụng phần mềm trong thiết kế xây dựng kế hoạch hậu cần, đảm bảo cho người học tiết kiệm thời gian và nắm vững những kiến thức cơ bản, lấy người học làm trung tâm, giảng viên góp phần định hướng, hướng dẫn, đánh giá kết quả. Đổi mới phương pháp đào tạo là một khâu đột phá được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu Cần quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Để đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung giáo dục đào tạo, nhất là công tác bảo đảm hậu cần cho các đơn vị mới, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Học viện Hậu Cần và đội ngũ giảng viên đã xây dựng hệ thống chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, coi trọng năng lực, kỹ năng thực hành gắn đào tạo với sử dụng, xác định nâng cao chất lượng bài giảng, đánh giá kết quả học tập là khâu đột phá trong quá trình đổi mới giáo dục đào tạo, nên từng giảng viên phấn đấu trong mỗi bài giảng thể hiện rõ tính cơ bản, thực tiễn, hiện đại, lý luận liên hệ với thực tiễn, kết hợp giữa trang bị kiến thức cơ bản với truyền thụ kinh nghiệm sát thực tiễn đơn vị cho học viên. Học viện luôn luôn coi trọng về cái xây dựng tiềm lực đội ngũ nhà giáo. Cho đến nay là có hơn 400 giảng viên, trong đó số đạt được trình độ sau đại học là trên 90%. Trong 90% đó thì có 30% là các đồng chí giảng viên là tiến sĩ ở tuổi dưới 40. Tôi luôn xác định là đội ngũ giảng viên phải phát huy được tinh thần trách nhiệm, phải tự bồi dưỡng, tự đào tạo để hoàn thành những cái chuẩn đặt ra và tích lũy được cái kinh nghiệm cũng như là cái năng lực thực tiễn cũng như là khả năng truyền thụ về tri thức cho đội ngũ học viên. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với giáo dục đào tạo, kịp thời ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy, học tập và công tác luôn được học viện quan tâm. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các đề tài phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo và giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn. Những đề tài chất lượng tốt được ứng dụng, đưa lên mạng thông tin nội bộ, phát hành sách tài liệu tham khảo, phục vụ việc học tập, nghiên cứu. Xuất phát từ cái mục tiêu trong đào tạo đó là các cái hoạt động giảng dạy trong nhà trường phải luôn hướng về đơn vị. Cái thứ hai, xuất phát từ cái đổi mới trong hình thức và phương pháp giảng dạy phải đáp ứng được các cái yêu cầu đặt ra và phù hợp với cái xu thế phát triển của khoa công nghệ, cũng như là cái yêu cầu đặt ra đối với cái sự phát triển của nhà trường thông minh. Mỗi người giảng viên ở Học viện Hậu Cần thì cái nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, và bên cạnh đó thì cái việc nghiên cứu khoa học cũng là cái nội dung tương rất là quan trọng. Nó sẽ góp phần bổ sung cho cái nhiệm vụ huấn luyện. Bản thân tôi nói riêng cũng như các đồng chí học viên khác đều nhận được sự quan tâm, nhiệt tình của các thầy cô giáo trong công tác giảng dạy, trong quá trình học tập ở trên giảng đường. Ngoài những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và giáo trình, thì các thầy cô cũng luôn hướng học viên tới những phương pháp học mới và mở hơn như phát vấn hay là thảo luận nhóm, nhằm nâng cao tính tư duy và sáng tạo cho các môn học và rèn luyện bản lĩnh cho học viên. Trước những đòi hỏi về công tác đào tạo cán bộ chỉ huy hậu cần, đào tạo nguồn lực khoa học hậu cần cho quân đội, Học viện Hậu Cần đã tiến hành đồng bộ nhiều nội dung giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ hậu cần tài chính quân đội trong tình hình mới, xứng đáng là một trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần tài chính quân sự có uy tín của quân đội và đất nước.